Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền nam bạc danh vọng. Dây chuyền nam bạc danh vọng được chế tác tinh xảo, chạm khắc đẹp mắt, đem lại vẻ thời trang và đầy cuốn hút. Khi đeo dây bạc vừa hợp thời trang mà còn vừa giữ sức khỏe, tạo nên vẻ trẻ trung. Sản phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi, có thể làm quà tặng cho người thương. Dây chuyền nam bạc danh vọng, kiểu dáng thời trang, chất lượng đảm bảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.